Đây này, mọi người nhìn cháu bóng này, ngồi gập quần áo. Cái tội có nghĩa là lấy quần áo xong lại để bày bừa ra, nên là phải gập kê gà nửa đêm, gập xong rồi đi ngủ. Đấy, cháu bóng phải được rèn luyện, rèn giũa từ lúc nhỏ. Đây, gập đi, gập xong rồi đi đâu thì đi. Đúng mọi người. Đấy, gọn gàng ngay. Gập gọn gàng ngay đi nị. Vẫn còn. Điều đấy hả con ơi? Con ơi, con làm gì đấy? À đấy à, thế xong chưa? Chưa. Chưa, nhanh lên. Nói chung là để mà nói thì chiều con em thì chắc là em không thua kém ai đâu, nhưng mà nghiêm khắc với con thì em không kém ai. Ơi đây sao, tại sao, hả, tại sao, tại sao, hả, vợ, tại sao là vợ không biết? Bởi vì làm sao mọi người biết không? Có nghĩa ấy, hôm nay Vi đã gập quần áo cho bóng rồi. Vi gập quần áo cho bóng rồi, nhưng mà vừa xong bóng đục quần áo để bóng đi chơi, để bóng mặc thì bóng vứt quần áo lung tung nên em bắt bóng phải tự làm. Đây còn một cái quần này với một cái áo kia gập vào không? Cái này tí nữa con mặc. Hả? Tí nữa con mặc hay con cái áo kia? Con này áo kia. Ok, bye bye, good night. Ok, good night, thank you. Áo này áo bẩn này, áo sạch vậy con? Áo sạch. Áo sạch à? Thế gặp gọn nào. Rồi, ok. 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 Mai đi chơi xong đi về chỗ ở luôn à? Ừ, đi chơi xong đi về bà ngoại. Rõ ràng. Nói chung là không, đang nói là ngày mai đi chơi xong rồi đi về bà ngoại chứ. Bởi vì là mọi người phải hiểu một điều như này. Mọi người phải hiểu một điều như này nhé. Nếu chúng ta chiều con đúng cách, nó sẽ khác với chiều con không đúng cách. Mọi người hiểu không? Bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người ngủ ngon và bye bye mọi người.